Những căn nhà nè, trời nhà đẹp quá trời, chợ đất đỏ ha. Còn phía bên này là nhà lồng chợ thịt cá, nhà còn lại cột gỗ luôn kìa. Ồ, đường này đẹp nha, có cây hoàng yến nè. Mặt tiền của nhà thờ quá trời hoành tráng, quá trời là bề thế luôn. Rồi chào tất cả các bạn ha. Thì tiếp tục chúng ta lại đi khám phá các huyện còn lại của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại chúng ta vẫn đứng trên đường quốc lộ 55 ha các bạn. Hướng này đi qua huyện Đất Đỏ. Và đây cũng là ranh giới, đây là điểm cuối của cái thị trấn Long Điền, của huyện Long Điền. Để đi qua huyện tiếp theo đó là huyện Đất Đỏ ha. Thì trước năm 2003 thì huyện Long Điền với huyện Đất Đỏ là trực thuộc huyện Long Đất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha các bạn. Quốc lộ 55 hướng này là cách cái Bùng Binh Vũng Vằng đó là khoảng 5 cây các bạn. Phía bên trái là trung tâm của thị trấn Long Điền, mình quay các bạn coi rồi ha. Bên phải là những thửa ruộng. Mới gieo mầm mà. Này đi vô mùa mà lúa chín vàng ươm rất là đẹp, hoặc là lúa non rất là đẹp các bạn, xanh rờn nguyên khu vực luôn. Đây đến ngã ba ha. Đường bên trái này là đi vô trung tâm của thị trấn Long Điền, đường này có tên là đường Võ Thị Sáu. Đến ngã ba quẹo phải là đường chứ gì mạc gì đó, để chạy vô cái chợ Long Điền đó các bạn. Đây quẹo phải tiếp tục trên quốc lộ 55 hướng về huyện tiếp theo đó là huyện Đất Đỏ. Thì huyện Đất Đỏ có hai thị trấn, 6 xã lần ha, trong khi huyện Long Điền có hai thị trấn và 5 xã à. Đang đi trên quốc lộ 55 đó. Cảnh hai bên đường là những cái cánh đồng lúa mới gieo cái cỏ non bắt đầu lên nhóm nhóm rồi các bạn. Vô mùa cỏ non thì nhìn cảnh xanh rờn nguyên cái vùng này luôn. Hoặc vô mùa lúa chín tháng 9 tháng 10 đó bắt đầu mùa gặt. Cảnh vàng ươm cả nguyên cái khu vực này luôn. À, bên phải chúng ta thấy có những cái chòi các bạn. Phía bên đó là xã An Nhất, huyện Long Đất, họ làm cái khu vui chơi ăn uống, khu ẩm thực đây nè, điểm ẩm thực quê các bạn. Vô quay các bạn coi luôn. Cái này tổ chức vào lúc 3 giờ chiều đến 8 9 giờ tối gì đó. Đây là những cái con kênh con mương dẫn nước vô để tưới tiêu những cánh đồng ruộng lúa ha các bạn. Sau này họ quy hoạch làm cái con đường nhựa luôn. Lúc trước là cái con đường đất đỏ xe máy cày vô chở lúa của nông dân đi ra ngoài thôi, còn giờ làm cái con đường lớn luôn rồi. Đây những cái cống đập bắc ngang qua phía bên này. Nếu đến mùa lúa non hoặc là mùa lúa chín rất là đẹp. Trời bắt đầu muốn mưa rồi, 10 giờ các bạn. Chúng ta sẽ đi qua huyện Đất Đỏ xong rồi đến huyện Xuyên Mộc. Cảnh bà con nuôi vịt là vịt đồng. Khu vực này nuôi vịt rất là nhiều. Đây phía bên này là dùng để giữ xe.
xe hơi và xe gắn máy để dọc hai cái con đường song song, cái con kênh dẫn nước vô khu vực cánh đồng ruộng lúa. Thì cái khu này được chính quyền đưa vô hoạt động này như đầu năm 2024. Cách đây mấy tháng, hoạt động đâu được 2 tháng là cái ngưng thời gian. Mới tái khởi động lại tháng 3, tháng 4 gì đó. Cảnh dịch đồng nhìn nó đi ăn lúa. Quốc lộ 55 hướng chúng ta sẽ chạy thẳng vào trung tâm của thị trấn Đất Đỏ, có 2 thị trấn và 6 xã, thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải. Thị trấn Phước Hải mình quay cho các bạn coi rồi, cái bờ kè là Phước Hải, chợ Phước Hải đó. Còn Long Điền, 2 thị trấn là thị trấn Long Điền với lại thị trấn Long Hải. Long Hải cũng đã quay rồi trong cái tour series Duyên Hải Nam Trung Bộ, xuất phát từ Vinh Cô, bãi biển Long Hải, đi ven biển đến Phước Hải. Khu vực này có cái quán bánh ổi khá là nổi tiếng tại cái vùng này các bạn. Quán bánh ổi đâu đây à? Đây nè, cái tiệm bánh ổi nè, An Nhất ha. Vậy là An Nhất là trực thuộc xã An Nhất là trực thuộc Long Điền, huyện Long Điền các bạn. Chợ An Nhất là quẹo trái vô ha. Đây có cái công ty phá sản rồi, giờ cho thuê làm. Đây chúng ta sẽ đi qua cái cầu An Nhất đây, nằm trên quốc lộ 55. Bắt đầu qua bên này bắt đầu mới vô huyện Đất Đỏ đó. Hai bên đường khung cảnh những cánh đồng ruộng bao la bát ngát còn giữ lại hương hơi thở đồng quê. Thì cái huyện Long Điền là cái huyện có diện tích nhỏ nhất trong 5 huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Đây cây cầu Đất Đỏ ha. Đây qua khu cây cầu Đất Đỏ là vô trung tâm của thị trấn, là thị trấn Đất Đỏ luôn. Huyện Long Điền có diện tích khoảng 77 cây số vuông thôi, là huyện có diện tích nhỏ nhất trong 5 huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy, đây là trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đất Đỏ. Công an của huyện Đất Đỏ giờ đi rồi ha. Đó là chỗ công an của huyện Đất Đỏ cũ các bạn.
Phía bên này là nghĩa trang liệt sĩ huyện Đất Đỏ, Long Điền. Nó nằm giữa Long Điền với Đất Đỏ, trong nơi gọi là liên huyện. Trời, quán cà phê có cái cây si, hai cây si lớn cà bá luôn, quá đẹp luôn. Quốc lộ 55 đây, khu phố Tân Thanh, thị trấn Đất Đỏ, có trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu. Cổng chào của huyện Đất Đỏ đây. À, công an xây bên này đây các bạn. Công an dời qua cách khoảng mấy chục mét à. Cũng nằm trên quốc lộ 55. Cảnh mua bán của bà con bên đường tại thị trấn Đất Đỏ của huyện Đất Đỏ. Huyện Đất Đỏ thì có tổng diện tích đâu đó là 189 cây số vuông rồi. Bên này là trường mầm non Phước Thạnh. Hai bên đường hệ thống cây xanh là dùng cây dầu và cây sao để làm cây bên đường. Đó, những căn nhà cũ cổ xưa rồi, lúc trước nhà cửa ba gian, có neo luôn, tiệm neo máy lạnh luôn, quán cháo dinh dưỡng. Đây có căn nhà cổ rồi các bạn, rất là đẹp luôn. Nhà ba gian là trước có hai cây mít, cây xoài. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, thị trấn Long Điền, thành phố Bà Rịa cũng như cái thị trấn Đất Đỏ này còn giữ lại một số căn nhà cổ. Khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây có giáo xứ Đất Đỏ các bạn, về trái vô đó là cái giáo xứ. Đường đó có tên đường Phạm Văn Đồng, còn cái đường này lại không có tên. Ngay đây có cái công viên ha. Đây lại có tên đường nè, Phan Đăng Lưu các bạn. Khu phố Thanh Tân ha, những con đường dẫn vào khu phố, khu xóm rất là đẹp. Ê, quốc lộ 55 ha, trục đường chính của thị trấn Đất Đỏ mà không có tên đường. Những con đường hẻm lại lấy tên khu phố Thanh Long rồi, Thanh Bình xong rồi đến Thanh Long. Đây những căn nhà nè, trò nhà đẹp quá chừng luôn. Ồ, mặt tiền chính. Bề ngang 15 mét á. Quá trời, 10-12 mét. Trời ơi, đây có nghĩa địa. Mồ mả ông bà tổ tiên vẫn còn, quỹ đất nhà của người ta đó. Phía bên kia cũng có tiếp tục căn nhà cổ nữa các bạn. Những căn nhà đá rửa thập niên 50-60. Phía bên này lúc trước là trạm xăng dầu rồi. Giờ bỏ luôn rồi. Một số nhà đang xây dựng. Vũ Hằng, He nè, neo luôn, tóc, móng tay, móng chân, phục vụ anh chị em cả. Tiệm trà, sữa, fashion, quần áo, thời trang. Đây có đại lý của Mobifone đóng cửa luôn rồi. Đó, những căn nhà cổ xưa nè. Những căn nhà đó cũng mới sau này thôi. Những năm 60, 70, 80 là cùng.
trời nó muốn mưa mà nó mưa không nổi. Chúng ta vô trung tâm của thị trấn Đất Đỏ rồi đây. Vùng đất đỏ của người con gái mang tên Võ Thị Sáu. À đây nè, có căn nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Căn nhà lưu niệm của nữ anh hùng Võ Thị Sáu có cái cổng rất là đẹp ha. Mở cửa tự do cho nên không có cửa chắn gì hết. Chúng ta gặp một cái bùng binh rất là lớn. Cô bác anh chị mình tới đây, em cháu mình đã chỉ cách cho. Giao nhau đường này là đường Võ Thị Sáu luôn. Chị mình nghe kỹ giùm em hôm nay. Tiếp tục đi trên quốc lộ 55 các bạn, mới giao nhau ngã tư Võ Thị Sáu, đây là công viên Võ Thị Sáu ha. Quê quán nơi sinh ra Võ Thị Sáu ở đây kinh doanh mua bán khá là sầm uất tại ngay trung tâm thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, khu phố Phước Thới, có ngân hàng, quân đội, MB. À bên phải đây là chợ rồi các bạn, đây chợ Đất Đỏ ha. Trước mặt chúng ta đây là chợ Đất Đỏ, trung tâm thương mại rồi. Chợ được nâng cấp sửa chữa lên bê tông cốt thép khá là chắc chắn, vững vàng, dạo một vòng khu quanh chợ. Những nhà tiểu thương kế bên chợ mua bán đồ nhựa, đồ gia dụng. Tìm mắt kiến. Rồi phía sau nữa là chợ rất là lớn à. Chợ mới, còn khu vực này là chợ cũ mà mua bán phụ tùng xe gắn máy, đồ điện, gia dụng. Đây là nhà lồng chợ thành phẩm ha. Ờ kia có cái bồn nước là năm xưa các bạn. Ờ còn phía bên này là nhà lồng chợ thịt cá. Đây có bãi giữ xe ngay cái bồn nước luôn. Ờ, khô mực treo lủng lẳng luôn, có 50 ngàn một con khô mực cho quý bà. Ồ, tiểu thương thịt heo. Mua bán quần áo, rau củ quả, sạp rau củ quả ven đường. Đó, phía sau lòng chợ thịt cá, giữ xe 3.000, xe đạp có 1.000. Những shop kiosk phía sau lưng chợ ha. Những căn nhà của các tiểu thương khu vực chợ năm xưa ăn nên làm ra, nhờ thời xưa buôn bán rất là dễ dàng, ít người cạnh tranh. Bây giờ đông dân nhưng mà các tiểu thương cũng rất là nhiều cho nên cạnh tranh rất là khốc liệt. In thiệp cưới, tiệm vàng bạc đá quý. Trung tâm thương mại, nơi này sạch sẽ cho nên kinh doanh mua bán vàng bạc đá quý, mỹ phẩm, thời trang, giày dép là chính. Trước mặt là cái bãi giữ xe khá là ngon, ok. Bên trái là khu phố Phước Sơn, ra lại quốc lộ 55 đây các bạn. Bên trái là khu phố Phước Sơn, bên phải là khu phố Phước Thới của thị trấn Đất Đỏ, của huyện Đất Đỏ.
trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hai thành phố, đó là thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa, một thị xã Phú Mỹ và 5 huyện, trong đó thì 4 huyện ở trên đất liền, 1 huyện ở Côn Đảo, đó là huyện Côn Đảo. Hồi sáng chúng ta đã đi một cái trung tâm thành phố Bà Rịa, một cái trung tâm thị trấn Long Điền, bây giờ là trung tâm thị trấn Đất Đỏ. Trước năm 2003 thì thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Long Điền nó trực thuộc cái huyện Long Đất. Năm 2003 huyện Long Đất tách ra làm hai cái huyện, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ như ngày nay. Và cả hai huyện này đều có hai cái thị trấn lận. Huyện Long Điền có thị trấn Long Điền với lại thị trấn Long Hải, còn thị trấn Đất Đỏ này có thị trấn Đất Đỏ với lại thị trấn Phước Hải. Huyện Long Điền thì có 5 xã, còn huyện Đất Đỏ này là đến 6 xã lận. Cảnh mua bán hai bên đường quốc lộ 55. Khúc này là ra rời khỏi trung tâm của thị trấn rồi. Hướng này là chúng ta đi về Phước Bủ, là trung tâm thị trấn của huyện Xuyên Mộc các bạn. Video sau các bạn nhớ đón coi. Tiếp tục khám phá các huyện còn lại. Dành nguyên ngày hôm nay đi khám phá cả cái vùng đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm 4 huyện luôn. Huyện Long Điền diện tích nhỏ nhất, đến huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và cuối cùng là huyện Châu Đức. Ta quẹo vô đường này là đường Lê Dững các bạn, có tên đường Lê Dững luôn. Cảnh thôn quê năm xưa vẫn còn trồng chuối nha. Căn nhà khá giả. Hẻm 56, đường Hùng Mạnh. Còn đây là đường Lê Dững nè. Loa phường vẫn phát liên tục. Đường được chạy thảm nhựa ngon lành à. Khá là rộng á. Nhà nói chung là nhà của người dân sinh sống, chưa có cảnh buôn bán trên con đường này. Đây vẫn còn đất đỏ ba gian nè, đất màu mỡ ghê, trồng đu đủ, nguyên một vườn đu đủ luôn các bạn. Kính thưa đu đủ luôn, cả một vườn đu đủ. Vườn đu đủ rộng lớn luôn. Nhiều lúc ăn đu đủ chẳng biết đu đủ trồng từ nơi đâu. Đây có dịch vụ chăm sóc xe hơi nè. Quỹ đất trống mà vườn tràm vẫn còn chấm lại. Đường Minh Đạm ha, đi sâu hung hút vô trong, đi xuống những thửa ruộng nhà dân thưa thớt ở dưới đó nữa. Wow, có tên đường hết nha, hẻm mà đường tên đường luôn. Chúng ta vẫn đi trên đường Lê Dững á. Đất đỏ ba gian, nhìn nó tươi xốp gì đâu. Đây là đường Tôn Đức Thắng nè. Mưa nhiễu hộp rồi. Chắc nó mưa không nổi đâu nên quay được, tạm thời là ổn định. Ta quẹo phải về lại trung tâm. Đường bắt đầu có vẻ lên dốc tí xíu các bạn. Đây có quán cà phê Milano nhà nè, mơ
mới khang trang sạch đẹp, trời có nguyên cây me quá trời lớn luôn. Nhà này cũng được sửa chữa mới lại do cái con đường này giải phóng mặt bằng để làm cái con đường này, chắc đây nè cảnh đập nhà giải phóng mặt bằng để nới rộng con đường ra, có hệ thống đèn chiếu sáng khá là đẹp, cây xanh được trồng nè. Tất cả ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu họ dùng cây dầu, cây sao ha, để làm hệ thống ven đường. Sau khi giải phóng mặt bằng sửa sang lại luôn, chính xác luôn nè, đập lúng hết nửa nhà đâu còn gốc tí xíu à. Nhà này xây được 4 cái kiosk cho thuê. Đây nhà này sửa chữa lại mới luôn à. Đây có tiền bắt đầu sửa chữa lại. Hẻm có biển báo vô hẻm, biển báo trên đường khá là tốt. Trời, nhà đại gia, nhà có mảnh vườn cây chôm chôm, cây đu đủ, cây sồi, cây mít, cây chuối có đủ luôn. Cắt ngang cái nghĩa địa chuồng bò kìa. Trời ơi, sẵn là sửa lại cái chuồng bò luôn. Mưa nhiễu hột rồi. Ồ, bên trái có căn nhà cổ các bạn, qua quay các bạn coi. Nhà còn lại cột gỗ luôn kìa, mái ngói y nguyên luôn ha. Quá trời đẹp, quá đẹp quá. Khu phố văn hóa Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ của huyện Đất Đỏ, trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quẹo phải về lại trung tâm. Khu phố Tường Thành, bên phải này là khu phố Phước Trung, bên kia là khu phố Tường Thành của thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Phía sau lưng là chúng ta về cái thị trấn thứ hai, đó là thị trấn Phước Hải đó các bạn. Đây ủy ban của thị trấn Đất Đỏ ha. Sau lưng là chúng ta sẽ chạy về đến ở chính giữa thị trấn Đất Đỏ với lại thị trấn Phước Hải, là nó trung tâm hành chính công, nó nằm ở khu đó rất là nhiều, mới di dời về đó, khu đất đó rất là trống. Đây con đường huyết mạch nối hai cái thị trấn của huyện Đất Đỏ đó các bạn, đường Võ Thị Sáu ha. Kinh doanh mua bán hai bên đường tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Đây khu chợ đó các bạn, còn phía bên này là ngân hàng Agribank, công viên Võ Thị Sáu. Giải phóng mặt bằng ngay cái khu trung tâm luôn ta, đập tan nát nguyên cái khu ngay cái bùng binh chính của thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Bên kia là ngân hàng LB Bank, khu phố Phước Sơn,
qua tiếp tục khu phố ngay trung tâm của thị trấn Đất Đỏ. Đi về vùng đất này lo phường rất là nhiều, sáng nghe no luôn, khỏi cần ăn sáng. Ồ, câu lạc bộ Villa khu phố Thanh Long. Ồ, nhà này của đại gia. Tiếp tục chúng ta dẫn đi trên đường Võ Thị Sáu ha. Con đường huyết mạch nối giữa hai cái thị trấn của huyện Đất Đỏ. Cách xa khoảng mấy trăm mét là có một cái lo phường. Hai bên đường là hệ thống cây dầu. Đây có trạm xăng dầu là ngon rồi. Gần gần với lại trung tâm. Đường Nguyễn Kiệm là những con đường hẻm được trải thảm nhựa hết rồi. Ờ, đến vùng bên lớn hoành lại trung tâm đi. À, nếu đi thẳng là đi về huyện Châu Đức các bạn. Chúng ta cũng sẽ về huyện Châu Đức thôi. Hoành lại trung tâm đi. Đây là trung tâm y tế thị trấn Đất Đỏ ha. Lo phường, nghe lo phường mê luôn. Vô trong khu xóm hẻm, đường này có tên là đường Phạm Văn Đồng luôn mới ghê chứ. Đều có tên đường ha, kinh doanh mua bán được nè, bán tại gia luôn, sửa đồ, giặt sổ, cà phê, cam ép. Wow, đường này hai bên đường những căn nhà cổ năm xưa vẫn còn giữ lại nè. Ồ, đường này đẹp nha, có cây hoàng yến nè, nấm lớp hướng dương. Ồ, cô nuôi dạy khổ, có trường mầm non quá, công ty Cải Minh Quang. Ồ, nhà đại gia, nhà đại gia tại khu vực thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Rồi cây hoàng yến vàng khè nguyên cái con đường luôn. Rồi đây à, nhà này không có gì ngoài là cây kiển đó, nhà cửa ba gian. Phục hồi lại rồi, cải tạo lại mới rồi. Cây nhãn nè. Rồi nhà có tiệm rửa xe, có tiệm tạp hóa cũng mới khang trang. Đây những căn nhà cũ năm xưa. Đi phát hiện ra nhiều căn nhà cổ rồi, nó còn lại rất là nhiều. Cây hoàng yến dọc trên cái con đường này quá là bóng mát, quá là ngon luôn. Tiệm tạp hóa nữa nè. Bên phải là những căn nhà khá giả các bạn. Ồ, bên trái là có nhà thờ rồi, cái nhà thờ nè. Ồ, nhà thờ này xây mới hay là sửa chữa rồi ta? Chí Thành, đường Mai Chí Thành. Quẹo đường này là đường Mai Chí Thành. Này cổng chính, này cổng sau, cái nhà thờ cổng trước kia, này cổng sau của nhà thờ các bạn. Các nhà thờ tên Đất Đỏ quá, nhà thờ Đất Đỏ quá. Nhà thờ thường trồng những cái cây này nè.
cây thông hoặc là cây này nè. Cây này cây gì ta? Cổng Minh Hồng nữa nè. Mở cửa ông quẹo vô cho các bạn coi, có mở cửa. Họ đang sửa chữa trùng tu lại các bạn. Không phải xây mới. Nhà thờ không thấy để tên ta. Khung cảnh mặt tiền của nhà thờ quá trời hoành tráng, quá trời là bề thế luôn. Khu vực này nhà của giáo dân không? Kế bên nhà thờ giáo dân sinh sống rất là nhiều. Những căn nhà cổ nè, nhà của đại gia nè. Nhà được bao bọc bởi những bức tường, hàng rào kiên cố bảo vệ ngôi nhà. Đây có cây bàng quá trời mát luôn nha. Tiếp tục là những cây hoàng yến nè. Những con đường ở đây quá trời đẹp à ta. Hàng quán ăn vặt, ăn uống, tiệm nail, móc tóc. Đây có xưởng gỗ, những căn nhà cổ lùng nè. Kế bên những căn nhà mới sau này xen lẫn những cảm xúc thăng hoa tục hận. Ra lại đường Võ Thị Sáu các bạn. Ra lại trung tâm của thị trấn Đất Đỏ đây. Rồi chúng ta ra lại đường quốc lộ 55 đây các bạn. Bên kia là cái công viên Võ Thị Sáu ha. Đó, hướng thẳng là chúng ta cứ chạy về thị trấn thứ hai của huyện Đất Đỏ đó, thị trấn Phước Hải. Đi đề đường ven biển ha. Còn hướng này là chạy về thành phố Bà Rịa cũng như là về cái huyện Long Điền. Còn đi tiếp quốc lộ 55 này là đi về huyện tiếp theo đó là huyện Xuyên Mộc ha. Các bạn nhớ đón xem, chúng ta sẽ đi tiếp huyện Xuyên Mộc luôn. Nguyên ngày hôm nay dành thời gian quay nát luôn nguyên cái khu này. Rồi có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.